Đây là bảng điều khiển của máy, tất cả các chức năng của máy đều được thể hiện qua cái bảng điều khiển này. Trong cái màn hình hiển thị này có rất là nhiều chức năng, thì các chức năng này đều được điều khiển qua cái núm bật tắt này. Như mình đang chọn chức năng sữa không nấu, thì chức năng sữa không nấu sẽ nhấp nháy và đồng thời màn hình hiển thị sẽ hiển thị cái thời gian của chức năng sữa không nấu này là 8 phút. Tương tự với chức năng sữa thảo mộc là 26 phút, sữa hạt nhanh là 15 phút. Tương tự với các chức năng khác cũng như thế. Khi mà bạn chọn được cái chức năng mong muốn rồi thì bạn lại bấm bật tắt một lần nữa để máy bắt đầu bước vào cái quy trình của chức năng mà bạn đã lựa chọn. Với các chức năng mở bên ngoài cái màn hình tròn này, nếu như là tốc độ, vệ sinh máy, xay khô, tạm dừng, hẹn giờ, thời gian, thì các chức năng này là các nút cảm ứng chạm trực tiếp. Ví dụ như mình muốn thực hiện chức năng xay khô nhé. Đầu tiên là mình bật tắt để bật nguồn lên, sau đó bấm chọn nút xay khô, rồi sau đó lại bấm nút bật tắt. Rất đơn giản như thế thôi ạ. Đối với chức năng vệ sinh máy cũng tương tự như thế. Đối với chức năng thời gian và tốc độ, hai cái nút này sẽ kết hợp với nhau thành một cái chế độ xay tự do. Ví dụ như là mình bấm nút thời gian. Thời gian hiển thị ở bên đây là 1 phút. Mình có thể điều chỉnh thời gian mong muốn 1 phút 10 giây, 1 phút 15 giây. Thời gian tối đa lên có thể điều chỉnh được là lên đến 4 phút. Sau đó là chọn nút tốc độ. Tốc độ nó sẽ hiển thị từ 1 lên đến 9. Số càng cao thì tốc độ xay càng lớn. Như ở đây là mình lựa chọn sử dụng cấp độ 2 và thời gian là 1 phút 30 giây. Sau khi lựa chọn thời gian và tốc độ mong muốn thì mình sẽ lại bấm nút bật tắt một lần nữa. Chức năng hẹn giờ này là để hẹn giờ thời gian mà người sử dụng muốn máy bắt đầu hoạt động vào khi nào. Ví dụ bây giờ là 12 giờ đêm, mình muốn 5 giờ sáng máy sẽ bắt đầu hoạt động chức năng sữa thảo mộc thì mình sẽ lựa chọn như sau. Đầu tiên là các bạn bật nguồn. Sau đó, rồi bạn bấm chọn xoay tròn chức năng, chọn chức năng sữa thảo mộc. Rồi chức năng sữa thảo mộc đã được lựa chọn, sau đó bạn bấm hẹn giờ. Từ 12 giờ đêm cho đến 5 giờ sáng là 5 tiếng. Thì bạn sẽ chọn lên là đến số 5. Rồi ạ, sau đó bạn bấm bật tắt. Thế là xong. Vậy là khi 5 tiếng nữa vào lúc 5 giờ sáng thì máy sẽ bắt đầu hoạt động cái chức năng sữa thảo mộc này. Cái chức năng hẹn giờ các bạn có thể hẹn giờ lên đến 12.